trăm Channel. Chương 4077, Tân Thiên Đại Hoán. Đệ tứ nho tổ ngồi dưới bích lạc quan, dựa lưng vào quan môn thạch chủ, thân thể cuộn thành một đoàn, xa xa là sương mù xám dày đặc cùng bụi đất, có chùm sáng hủy diệt thỉnh thoảng xuyên qua, nghe thấy tiếng bước chân phía sau, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía mọi người từ trong sinh tử giới đi ra. Cười khàn khàn nói, không có lửa ngươi, có lão phu ở đây không ai có thể vượt qua bích lạc quan đệ tứ nho tổ thân thể rất trong suốt giống như bọt khí hình người tùy thời đều có thể vỡ nát biến mất nhưng nụ cười trên mặt rất là sáng lạn trận đấu với trường sinh bất tử giả này đám tu sĩ như con kiến hôi bọn họ thắng thắng được thảm thiết nhưng cũng thắng được vui sướng ai nói tàn lão như tịch dương tuổi xế chiều nguy thùy đồng khả khi dễ trời chiều cháy hết tàn xương nát thịt oanh oanh liệt liệt quả thật rất nhiều tu sĩ thế hệ trước đều đã chết nhưng cũng có một thế hệ tu sĩ mới nổi lên như mầm dễ xanh tim mọc ra từ cho tàn mang theo hy vọng và tầm nhìn của những người này tiếp tục đi về phía trước tương lai có hy vọng a di đà phật phàm trần từ hàng tôn giả bàn nhược đều tràn ngập kính ý hướng đệ tứ nho tổ bái lạy nếu không có đệ tứ nho tổ canh giữ ở bích lạc quan thề chết không lùi chỉ sợ phía sau sinh tử giới chính là mộ vong hồn của bọn họ trương nhược trần từng bước một đi tới bên cạnh đệ tứ nho tổ ngóng nhìn phía trước tư thế oai hùng cao ngất ngạo cốt thiên thành nói kế tiếp nơi này liền giao cho ta đi đệ tứ nho tổ gật đầu tiện đà nhắm hai mắt lại như là bởi vì buồn ngủ mà ngủ thiếp đi toàn bộ hôi hài lúc trước không biết gặp phải khủng bố cỡ nào trùng kích trở nên một nửa trạng thái lỏng một nửa trạng thái khí sương mù xám càng đậm trong không gian có rất nhiều chỗ đều trở nên tách rời nên biết hôi hải vô biên vĩnh cổ vĩnh tồn lực lượng dưới thủy tổ tuyệt đối không thể hủy hoại nó đến mức này bát bộ tòng chúng tám tòa chiến thành toàn bộ hóa thành phế tích từng thần tọa tinh cầu trôi nổi trên hôi hải như một hòn đảo từng tòa thần cảnh thế giới tàn phá không chịu nổi tĩnh mịch nặng nề tất cả sinh linh cùng tử linh đều hóa thành hư vô bát bộ tòng chúng bị toàn bộ tộc diệt thần linh cũng không thể sống sót. Cảnh tượng tịch diệt, khiến người ta lắc đầu thở dài. Trận đại chiến này, cấp thiên tôn và bán tổ đều điêu linh. Tu sĩ bình thường làm sao sống sót. Đây là một hồi đại kiếp nạn chân chính. Mặc dù chưa lan đến thiên đình vũ trụ cùng địa ngục giới. Nhưng hủy diệt thiên hoang vũ trụ. Bát bộ tòng chúng chưa xuất thế. Chiếu cuốn thiên hạ, liền hóa thành kiếp cho bụi. Thời đại vốn nên thuộc về bọn họ không thể đến. Không thể tái hiện huy hoàng của phong lôi bát vạn lâu thì quỷ chú Minh Thành, bích lạc quan ngoại, kiếp ba tàn thổ đâu chỉ ngàn vạn dặm. Hoàng thiên, thương thiên, lạn thạch thần, lần lượt bò ra khỏi lòng đất chiến hỏa phế tích, vết thương trên thân thể khó có thể khép lại, giống như một bộ hài cốt rách nát có thể nhúc nhích. Ánh mắt bọn họ sợ hãi nhìn lên trời, hồi hài xuất hiện rất nhiều vết nứt, đã có thể nhìn thấy ngoại giới, vòng xuyên hủy diệt, mảnh thi cốt bình nguyên trầm tích không biết bao nhiêu ước năm kia bị gió lốc năng lượng thủy tổ lúc trước tách ra, cái gì cũng không lưu lại, là thủy tổ tự bạo thần nguyên, nhị quân thiên và thanh lộc thần vương đứng bên bờ hôi hải. Tâm tình thật lâu không thể bình phục, chính họ đã trải qua một thời khắc khủng khiếp như vậy. May mắn bích lạc quan cách trung tâm bão táp cũng đủ xa xôi. May mắn bình nguyên hải cốt vong xuyên cùng hôi hải đem tiệt đại bộ phận lực lượng trùng kích ngăn trở. Nếu không, cho dù bọn họ là bán tổ, cũng đừng hòng sống sót lạn thạch thần nhìn quanh bốn phía, tìm không thấy bất kỳ tu sĩ thạch chúng nào còn sống. Trong lòng sóng lớn cuộn trào, lẩm bẩm, địa tạng vương làm sao có thể tự bảo thủy tổ thần nguyên trước mặt minh tổ. Đây chính là minh tổ, minh tổ đại nhân không gì không làm được, thanh lộc thần vương nhíu mày, nói, chúng ta tự hồ đã không còn ở thiên hoang vũ trụ. Ta làm sao không cảm ứng được chân thân bản thể của minh tổ đại nhân. Trương Nhược Trần đẩy ngược thiên cơ thấy được mấy đạo cảnh tượng trong quá khứ trong lòng đau đớn cùng trầm trọng nói không nên lời tộc diệt thuật thủy tổ vong mạnh nại hà càn thát bà vì ngăn cản minh tổ vì ngăn cản tiểu lượng kiếp vì cho hôi hải chiến tràng tranh thủ thời gian bọn họ trả giá máu cùng nước mắt đại giới minh tổ đại nhân bất tử bất diệt vạn cổ trường tồn chúng ta không có bại còn không có bại nhị quân thiên không thể tiếp nhận sự thật này ánh mắt nhìn về phía bích lạc quan bên trong quan môn tử vong thần quang và sinh mệnh thần quang trong sinh tử giới đã tắt. Liền ngay cả sinh diệt đăng, đều bị thánh tư đạo sĩ thu lấy. Sách ở trong tay, sinh tử kiếp đã kết thúc. Trương Nhược Trần nhìn về phía nhị quân thiên, nói, thủy tổ tự bạo thần nguyên. Xưa nay hiếm thấy, minh tổ thời kỳ toàn thịnh, có lẽ ngăn được, nhưng minh tổ bây giờ quá suy yếu. Cùng địa tạng vương tiêu tán trong thiên địa, chẳng lẽ không phải là một chuyện bình thường tựa hồ là đang xác minh lời nói của trương nhược trần thuộc về minh tổ minh binh quyền kia một phần tám lực lượng không hề để ý tới hạo thiên huyết khí cùng hồn linh tất cả quy tắc trật tự tổ khí hội tụ thành một đoàn minh quang bay về phía thiên ngoại bão táp trung tâm huyết khí và hồn linh của hạo thiên giống như hai con sông muốn truy kích nhưng đoàn minh quang kia lại trực tiếp nhảy lên không gian biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi trương nhược trần nheo mắt lại khí thế trên người tăng mạnh phất tay đánh sinh diệt đăng ra ngoài muốn vượt qua không gian lưu lại đoàn minh quang kia đạo phân thân này ẩn chứa minh tổ một phần tám lực lượng cực kỳ có giá trị nghiên cứu có thể tìm hiểu thâm ảo nhất minh binh đại đạo càng có tinh thần ý thức của minh tổ giá trị còn ở trên đại đạo minh binh rào khai thiên việt xé gió bay đi xoay tròn như cối say gió và chạm với sinh diệt đăng không gian rung động dữ dội ở đó cùng lúc đó ánh sáng trên người nhị quân thiên thiêu đốt, thân thể biến thành màu vàng thẫm, một trường đánh ra, trong khoảnh khắc hắn vượt qua không gian, xuất hiện đến trước người trương nhược trần, trưởng lực hùng kình cương mãnh, bán tổ đỉnh phong lực lượng ba động mạnh mẽ, giống như muốn đem phía sau bích lạc quan phá hủy, chấn giữ quan môn, đem từ hàng tôn giả cùng bàn nhược đám người cùng nhau đánh chết. Trương nhược trần thấy biến không sợ hãi, phát sau mà tới trước, một trưởng đánh ra cùng trưởng ấn của nhị quân thiên đối chạm cùng một chỗ. Oanh, nhị quân thiên tới nhanh bao nhiêu? Bay ngược ra ngoài thì nhanh bấy nhiêu? Thân thể rơi thẳng xuống hôi hải. Kích khởi mảng lớn mảng lớn nước biển. Dần dần ổn định lại. Trương Nhược Trần vẫn đứng nguyên tại chỗ. Một bước cũng không lùi. Phía sau trong không gian. Lờ lửng có một đạo to lớn hắc bạch sinh tử ấn ký. Gỡ đi nhị quân thiên vừa rồi một trường kia trùng kích lực lượng. Giờ khắc này, không khí đều tĩnh lặng. Hoàng Thiên và Thương Thiên vốn chạy về phía Bích Lạc Quan. Đều chậm rãi dừng lại. Trước mắt khiếp sợ, không thể tin được những gì nhìn thấy trước mắt. Bán tổ đỉnh phong nhị quân thiên. Bị thánh tư đạo sĩ một trường đánh lui. Mà thánh tư thánh đạo vậy mà không nhúc nhích. Đây là chiến lực cấp bậc gì? Đây quả thực giống như ảo giác. Quá không chân thật. Thanh lộc thần vương gắt gao nhìn chằm chằm thân ảnh đạo sĩ cao ngất phía dưới quan môn. Càng nhìn càng quen thuộc. Ánh mắt biến hóa bất định không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì, Nhị Quân Thiên hơi thất thần, nhưng dù sao tu vi tuyệt thế, rất nhanh ổn định tâm cảnh, nói, đây mới là cảnh giới chân chính của ngươi sao? Trong mắt Nhị Quân Thiên, thân thể thánh từ đạo sĩ cường đại khác thường, vốn là quỷ dị, hơn nữa, hắn có thể kết thúc sinh tử kiếp, làm cho tử vong vòng xoáy đình chỉ chuyển động, cái này càng không phải tu sĩ bình thường có thể làm được. Bá, khai thiên việt bay trở về rơi vào trong tay hắn. Khai thiên Việt quá nặng nề, ép không gian lún xuống. Trong nhị quân thiên thể tuôn ra ba tầng kinh khí hoàn toàn bất đồng. Xoay quanh thân thể lưu động, hóa thành ba đầu hỏa long trông rất sống động. Khai thiên lục thức, chảm nhạc, hai tay dơ khai thiên Việt. Khai thiên liệt địa, khai thiên Việt còn chưa hạ xuống. Nhưng, trên mảnh đại địa này, tất cả tu sĩ đều cảm giác được làn da thiêu đốt. Nhuệ khí cắt hồn trong hôi hải tất cả thiên địa quy tắc đều bị khuấy đến hỗn loạn cuồn cuộn trương nhược trần cũng không khinh thị bán tổ đỉnh phong cường giả không có tay không đi tiếp trầm uyên thần kiếm chẳng biết lúc nào xuất hiện đến trong tay hắn vẽ ra một đạo nguyệt nha vòng cung từ dưới lên trên cùng bổ xuống khai thiên việt đối chạm cùng một chỗ ầm ầm gió lốc năng lượng mạnh mẽ đem tất cả tu sĩ đều bước lui ra ngoài nhị quân thiên nào nghĩ đến một chiêu chiến pháp mình dốc toàn lực bổ ra lại bị đối phương nhẹ nhàng buông lỏng tiếp được đây là toàn bộ thực lực của ngươi sao bán tổ đỉnh phong không gì hơn cái này trương nhược trần hời hợt nói ra một câu này cánh tay phát lực khớp xương cơ bắp như sấm vang mũi kiếm của trầm uyên thần kiếm theo đó kéo lên mũi nhọn của khai thiên việt lực lượng từng tầng từng tầng tăng cường hất bay nhị quân thiên ra ngoài trương nhược trần như độn không gian thân hình rời tới giữa không trung một kiếm đâm thẳng xuống nhị quân thiên hoành việt ngăn cản không ngăn được thình thịch khai thiên việt va chạm vào ngực nhị quân thiên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi cả người lẫn khai thiên việt cùng một chỗ đập vào trong bùn đất màu xám cho của phế tích sâu không biết nơi nào quá mạnh để so sánh vẻn vẹn hai chiêu đem bán tổ đỉnh phong đánh cho miệng phun máu tươi không cách nào đánh trả thanh lộc thần vương cùng lạn thạch thần không chút nghĩ ngợi lập tức chia làm hai phương hướng chạy trốn đều thiêu đốt bất diệt vật chất đem tốc độ tăng lên đến cực hạn rào một đạo hắc bạch sinh tử ấn ký từ trong không gian hiện ra cắt đứt nát lạn thạch thần đường đi trong mắt lạn thạch thần hiện lên bất đắc dĩ cùng chua sót tiện đà hóa thành lãnh hàn ngưng túc xoay người bay về phía bích lạc quan trong miệng phát ra tiếng thét dài muốn tự bạo thần nguyên cùng địch đều vong đây là tôn nghiêm cuối cùng của cấp thiên tôn hắn thình thịch hắc bạch sinh tử ấn ký đập vào trên người hắn thạch thân vốn rách dưới hóa thành bột mịn, biến mất ở bên trong ấn ký. Một lát sau, Trương Nhược Trần trong cơ thể sinh ra đoàn đạo quang thứ 45. Hấp thu bát bộ tòng chúng cùng toàn bộ thiên hoang vũ trụ sinh mệnh quả. Trương Nhược Trần thu được vô số sinh linh tri thức cùng hồn linh. Đối với vô cực thần đạo nhận thức cùng cảm ngộ đã đạt tới bán tổ đỉnh phong. Chỉ cần có đủ năng lượng hấp thu, liền có thể nhanh chóng ngưng tụ ra càng nhiều đạo quang. Ít nhất trước mắt mà nói. Trương Nhược Trần còn không có cảm giác được bình cảnh đối mặt với không gian tạo nghệ vạn tượng vô hình của Trương Nhược Trần. Thanh Lộc Thần Vương làm sao có thể trốn thoát, thấy Trương Nhược Trần đứng ở phía trước, Thanh Lộc Thần Vương may mắn dừng lại. khom người bái, Minh Tổ đã chết, Tân Thiên Đại Hoán, Tam Giới Vạn Đảo, Độc Tôn Đế Trần, năng lượng hủy diệt của Thủy Tổ Tự Bạo Thần Nguyên vượt xa ba động nghịch chuyển đạo Pháp. Trọng quy vô của Trương Nhược Trần lúc trước, chỉ là ngắn ngủn nửa canh giờ trôi qua phá toái không gian liền kéo dài đến một năm ánh sáng bên ngoài bực này tốc độ hủy diệt đã là tốc độ ánh sáng không biết gấp bao nhiêu lần có thể tưởng tượng tương lai không xa nơi này chắc chắn hóa thành một nơi trống vắng giống như tinh vực hắc ám đại tam giác hơn nữa sẽ rộng lớn hơn nguy hiểm hơn so với tinh vực hắc ám đại tam giác thiên mỗ tàn đăng đại sư thạch kỷ nương nương vấn thiên quân diêm la thái thượng không gian hỗn độn trùng đều đem hết toàn lực bỏ chạy, nhưng vẫn là ở ngoài một năm ánh sáng, bị cỗ gió lốc hủy diệt này đuổi theo, nhất tề bị thương, tu vì yếu kém diêm la thái thượng, thân thể bạo khai, hóa thành huyết vụ, bị gió lốc phân tán, không gian hỗn độn trùng bị tàn đăng đại sư kéo vào ống tay áo. Ngược lại bị thương nhẹ nhất, tốc độ của mọi người, dần dần chậm lại, bởi vì, thời khắc nguy hiểm nhất đã qua, thiên mộ sắc mặt so với tóc bạc trên đầu đều tái nhợt nói, nếu Minh Tổ chưa chết, giờ phút này nhất định là hắn suy yếu nhất thời điểm. Chúng ta thật cứ như vậy chạy trốn, người muốn trở về, mấy người ở đây, đều bị ý nghĩ lớn mật này của nàng làm cho kinh hãi. Vấn thiên quân miễn cưỡng có thể bảo trì thân thể hoàn chỉnh Nói, chỉ sợ không đơn giản như vậy, đây chính là thủy tổ tự bạo thần nguyên, năng lượng hủy diệt khu vực hạch tâm mấy ngàn vạn năm cũng sẽ không tiêu tán giờ phút này nhất định là thời điểm năng lượng kịch liệt nhất bán tổ tới gần hơn phân nửa cũng sẽ bị xé rách tàn đăng đại sư gật gật đầu nói không sai khu vực trung tâm thủy tổ tự bạo thần nguyên các loại quy tắc đều đã xảy ra thay đổi thời gian quá khứ và tương lai không thể nói là tạp nham cùng một chỗ hiện tại tới gần quá khứ cùng trải qua một lần thủy tổ tự bạo thần nguyên không có gì khác nhau dù là đứng ở ngoài một năm ánh sáng năng lượng cuồng bạo cũng phải là bán tổ mới có thể thừa nhận tinh thần lực của diêm la thái thượng chậm rãi đoàn tụ ngừng tụ thành thân thể nói đây chính là thủy tổ tự bạo thần nguyên xưa nay chưa từng có minh tổ coi như là trường sinh bất tử giả cũng phải chết thiên mẫu sinh ra cảm giác khác thường bên tai tự hồ vang lên tiếng nước chảy rầm rầm chung quanh hỗn loạn mà cuồng bạo trong không gian từng đợt từng đợt minh quang hướng ước vạn dòng suối bình thường hiện ra dần dần ngưng thực hơn nữa chậm rãi chảy xuôi những dòng suối minh quang này che kín hư không đường kính một năm ánh sáng xuyên qua mọi người kéo dài ra xa hơn vấn thiên quân nhíu chặt mày nhìn thấy dòng suối minh quang kéo dài ra ngoài lại nối liền với nhánh tam đồ hà của địa hoang vũ trụ trường sinh bất tử giả chẳng lẽ thật có thể bất tử bất diệt tàn đăng đại sư thờ dài hai mắt nhìn trộm trung tâm hủy diệt phong bảo tất cả dòng suối Minh Quang và nhánh Tam Đồ Hà đều hội tụ lại. Tựa như một thai nhi sắp ra đời, giờ phút này đang thai nghén. Thiên mỗ nói, là Minh Hà Đại Đạo tách ra trước Minh Tổ. Minh Hà Đại Đạo đã sớm kéo dài ra toàn bộ địa hoang vũ trụ. Tránh được bão táp hủy diệt địa tạng vương tự bảo thủy tổ thần nguyên. Xem ra trận chiến này còn chưa kết thúc. Rào, thiên mộ đánh huyết sát linh ra. Đánh về phía trung tâm minh quang cách đó một năm ánh sáng. Nhưng, thần khí chịu tài lực lượng bán tổ đỉnh phong của nàng. Lại giống như đá chìm biển rộng, biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, giống như hóa thành bụi bặm khí thể, trái tim tất cả mọi người trầm xuống, chẳng lẽ trung tâm bão tố thật sự không thể tới gần? Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn minh tổ sống lại? Các ngươi hãy đi cứu trợ những sinh linh địa hoang vũ trụ kia. Trận bão táp này là cấp hủy diệt tàn đăng đại sư mỉm cười. Đem phương thiên họa kích lấy ra trong lòng đã làm ra quyết định nào đó. Đây là chuyện vũ trụ của chúng ta, có liên quan gì đến một khách nhân dị giới như ngươi? Thiên mỗ vừa nói tới nơi này, ở phương hướng phía sau mọi người. Xa xa nhìn thấy một đạo thân ảnh, nàng đi trong nhánh tam đồ hà và minh quang, bước nhanh tới cách mọi người không xa. Tất cả mọi người nhìn 72 phẩm liên, mắt lộ ra quang mang cảnh giác, chỉ có tàn đăng đại sư nhìn nhân nguyên cầm trên lưng nàng. Tính mạng minh tổ là của ta ai cũng đừng hòng tranh giành với ta. Đương nhiên, muốn tìm chết thì cứ theo tới. 72 phẩm liên thanh âm thanh đạm, lưu lại những lời này, liền dứt khoát kiên quyết hướng hủy diệt bão táp trung tâm đi đến. Là nhân nguyên cầm, nhân nguyên cầm sao lại rơi vào tay nàng. Thiên mỗ cảm thấy hoang mang. Diêm la thái thượng cân nhắc chốc lát, nói, nàng có phải là cố ý nói như vậy hay không? Trên thực tế, là vì ngăn cản chúng ta triệt để giết chết minh tổ. Để cho nàng đi đi nàng có thể từ trong tay không phạm nộ lấy được nhân nguyên cầm. Đáng để chúng ta tín nhiệm một lần, tàn đăng đại sư hiểu rõ một ít nội tình, lựa chọn tin tưởng nộ thiên thần tôn, minh tổ, ta tới giết ngươi, 72 phẩm liên từng bước một đi hướng hủy diệt bão táp trung tâm. Bước chân kiên định, thân thể không ngừng bị không biết mảnh vỡ đánh xuyên, mà đối diện nàng, đoàn minh quang đại biểu minh tổ minh binh đại đạo kia. Sau khi bay ra hôi hải dùng tốc độ nhanh nhất nhằm phía trung tâm hủy diệt phong bảo. Hai loại đại đạo hội hợp, một đạo sáng ngời sóng ánh sáng tản ra ngoài. Minh tổ thực lực trên diện rộng khôi phục, người là đại biểu ai tới. Thanh âm minh tổ có vẻ suy yếu, từ trong hư không hạo nhiên truyền ra. Đại biểu quá khứ của ta, đại biểu ngày xưa khô từ tiệt nguyền rủa đại biểu trăm vạn năm oán hận. 72 phẩm liên đem nhân nguyên cầm lấy xuống, nâng lên hai tay, tổ diễm từ trong ấn ký thủy tổ tản ra. Đốt cháy toàn thân, nàng hóa thành ngọn lửa hình người, tản phát ra cực chú chi quang, chiếu dọi toàn bộ địa hoang vũ trụ, cùng minh quang vọt tới đụng nhau, minh quang bị đốt xuyên qua, ngăn không được bước chân của nàng. Minh tổ, hôm nay ta sẽ đốt hết vật chất trường sinh và thần hồn vĩnh hằng của ngươi. Cắt đứt tất cả nhân quả tư thượng cổ tới nay, đến trung tâm hủy diệt phong bảo, thân thể 72 phẩm liên đã sớm vỡ nát không chịu nổi. Bộ phận hiện ra nguyên hình hoa sen ngó sen không dứt lực lượng không gian cùng thời gian đem thân thể nàng dính chặt cùng một chỗ. Phía trước, Minh Tổ vừa mới ngưng tụ ra thân thể hỗn độn mà khổng lồ. Hết chương 4077 rồi ạ, à. xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.